Bắt đầu ông quay này, thế bảo hôm nay có ở nhà mà chơi mình mà có đội quân siêu nhân siêu chưa? Ôi, có đội xe cảnh sát dẫn đầu và bao nhiêu xe đi sau. Ôi rồi đội quân siêu nhân này, trời. Ôi rồi nhiều siêu nhân thế. Ông ơi. À đấy à, vâng có đội siêu nhân siêu nhỉ? Vũ Huy Bảo chỉ huy. Vũ Huy Bảo chỉ có cái quài để chỉ huy à? Quài thối thế nào? Rồi bảo thử cái quài thế nào? Ta ra lệnh cho. À có các xe. Ui giời ơi, còn đội quân khủng long đây. Ui giời, đội quân khủng long nè. Khủng long ăn thịt, khủng long ăn cỏ này. Khủng long ui giời bảo chúa này. Ui giời trời. Nhiều nhiệt. Toàn quân to này. Có xe tải. Đâu? Ở nhà. Siêu nhỉ? Rồi. Rồi. Rồi thế nào? Chuyển đi. Chà chà. Rồi. Rồi. Vũ Huy Bảo ở nhà chơi. Các chị đi chơi à? Các chị đi học hết rồi à? Không. Các chị không chơi với em à? Chị biết kéo. Chị là ăn xin bên tay. À thế à? Thế còn mỗi mình em chơi ở nhà với bà à? Siêu nhỉ? Bảo chơi với ai? Bà với ông. Ừ thế à? Chơi với bà với ông à? Ông làm việc. Để ông làm việc à? Bà làm việc. Bà làm việc à? À chơi một mình à, đúng rồi. Chơi một mình à. Ông đang quay phim cho bầm đi gì? Cười thế nào? Sợ anh. Bảo giới thiệu các chiến binh xe của mình thế nào? Chiều chưa? Đẹp thế nhỉ? Ui dồi ôi, nhiều nhờ. Bảo có nhiều thế, ai mua cho Bảo thế này? Hết, ông nội mua hết à? Mẹ mua một con siêu nhân này. Thế này. Ui dồi. Ui dồi, thế khủng long ai mua này? Mẹ rất nhiều tiền. Mẹ rất nhiều tiền à? Mẹ đi làm rất nhiều tiền. Ít lắm. Ừ, thế à? Ui dồi ôi, khủng long to thế, một đoàn khủng long to nhỉ? Ui dồi ôi. Con rất nhiều luôn. Ui giời ơi. Còn khủng long nữa đâu rồi? Ông nhớ có bao nhiêu khủng long mà to rồi ở đâu rồi? Ui giời ơi. Siêu nhân này. Ui giời ơi. Siêu nhân đẹp nhỉ? Mà nhiều nhỉ? Chà chà chà, đoàn xe cảnh sát của bọn đấy. Cái gì đấy? Trời. À có hiệu quả bộ. Thế còn bắt con vật đâu quên đấy. Đúng không? Còn một đoàn thú rừng đâu rồi? Con hổ, con báo rồi thì các con đâu? Hổ, báo, voi, lợn rừng, hươu có cổ. Các con vật đâu? Ui giời, quên à? À thế à? Thôi để lúc nào. Để lúc nào lại giới thiệu tiếp. Hả? Con gì đấy? À, kiếm của siêu nhân đấy à? À, gặp được con hổ hay con báo đấy? Con báo à? Chà chà chà. Báo gấm à? Trời, siêu nhỉ? Báo nhà chơi sướng nhỉ? Chỉ đạo cái đoàn xe này. Ui giời, có một rổ đồ chơi đấy. Chọn bao nhiêu chẳng được nhỉ? Được chưa? Bảo chơi xước nhỉ? Chà chà, có cái gì đấy? À, siêu nhân cao à? Ui giời, chơi xước nhỉ? Bảo thế thì chơi xước thế còn gì nhỉ? Mấy rổ đồ chơi ở trên nhà mà không mang xuống à? Ui giời. Thôi, ui giời có con gì đấy? À súng à? Bao nhiêu súng đâu, rồi bao nhiêu kiếm đâu?
Ôi giời, chà chà chà, có khẩu súng cầm bắn thế nào? Khẩu súng ấy bắn kiểu gì? Chà chà, súng gãy nòng mất đâu, nó còn mỗi cái chết thì bao nhiêu súng thì bầm cũng ghẻ hết rồi nhỉ. Trước kia ông mua nhiều súng cũng bầm lắm cơ mà. Cái gì đấy? À đấy à, với xe cảnh sát đấy à, siêu nhỉ. Ui giời, lại còn con gấu nữa cả. Ui giời, được. Vậy thế là một đoàn quân bảo đứng giơ tay hô tuyết còi phát để cho các bạn chuẩn bị tinh thần. Đâu, bố ra ra đi. Rồi, để đấy đi, xong là tuyết còi phát đứng nghiêm để cho các bạn chuẩn bị tinh thần. Tuyết còi, còi đâu? Báo gọi cho các bạn đứng dậy chứ, còi đâu, hô lên. Hô còi đi, tôi lấy còi thổi đi. Trời, kiếm đấy, lấy còi thổi một cái tuét 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 để lấy khí thế cho tất cả đoàn quân. Nào, đúng rồi, chỉ đạo đi. Ui dồi ôi, đẹp thế. Ui trời, thổi nữa. Rồi, hội quân đi, giơ lên lên. Coi. Bao thử coi nào. Rồi bơm thử quay đi cho các bạn. Ơi, đây là đồ chơi mà. Ừ. Không phải quay đâu. Quay đồ chơi đấy. Siêu nhỉ. Đúng rồi, bảo có nhiều đồ chơi các bạn học tập nhỉ. Học tập nhá, đúng rồi. Xin chào các bạn nhá. Ô. Hôm nay chào các bạn nhá. Tôi đi, tôi lại đi xếp tiếp đồ. Xin chào các bạn. Chẳng hết nhà nữa rồi. May mà nhà rộng. Ở vậy à, vẫn còn ô tô cơ.